Xin kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 8 năm 2022, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh tiêm vaccine mũi nhắc lại, thực hiện nguyên tắc V2K phòng Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo tiến độ cấp căn cước gắn chip cho công dân. Khởi tố vụ án vụ nữ sinh bị ô tô tông tử vong ở Ninh Thuận. Manchester United đá trận ra quân ngoại hạng Anh gặp Brighton tối nay. Kính thưa quý vị, trước sự lây lan nhanh chóng của biến thể phụ BA.4, BA.5 thuộc chủng Omicron, Việt Nam trong gần 2 tuần trở lại đây ghi nhận trên 1.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày. Việc tiêm vaccine mũi nhắc lại cùng với việc thực hiện nghiêm nguyên tắc V2K vẫn là những giải pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Biết thông tin tiêm vaccine mũi nhắc lại từ tổ trưởng dân phố, bà Nhàn đã tranh thủ thời gian đến điểm tiêm cộng đồng trên địa bàn phường để tiêm mũi thứ tư. Trích mũi 4 là để cho bảo vệ sức khỏe mọi người trong cộng đồng nên là đi trích mũi 4. Song song với việc vận động tiêm vaccine, thành phố cũng liên tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc V2K. Mặc dù mình đã được tiêm vaccine nhưng mà biến chủng mới thì em cũng lo lắng. Em nghĩ là cũng không nên tụ tập đông mà không có khẩu trang. Tính đến ngày 4 tháng 8 năm 2022, Việt Nam là quốc gia có số liều vaccine sử dụng và tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên thế giới khi đã triển khai tiêm được hơn 247 triệu liều. Tuy nhiên, tiến độ tiêm vaccine các mũi nhắc lại ở các nhóm đối tượng đang có dấu hiệu chững lại, nhất là các mũi tiêm nhắc cho trẻ em. Khả năng xảy ra một làn sóng dịch mới là có, đặc biệt là nếu người dân không tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Các lực lượng đang nỗ lực để hoàn thành theo yêu cầu của chính phủ, hoàn tất các mũi nhắc lại trước ngày 30 tháng 8 cho các đối tượng đủ điều kiện. Nhằm tạo điều kiện cho công dân thực hiện việc đăng ký cấp đổi căn cước có gắn chip, Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm cấp căn cước từ ngày 15 tháng 7 đến 31 tháng 8 tới. Lực lượng sẽ bố trí làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật để đảm bảo tiến độ. Do tính chất công việc, đến cuối tuần, ông Thanh mới có thời gian đi làm căn cước công dân có gắn chip. Tại bình thường thì người ta cũng đi kiếm tiền thôi chứ người ta cũng không có ở nhà. Thứ Bảy Chủ nhật thì ta rảnh rỗi hơn, cũng gọn, thấy cũng nhanh gọn lẹ chứ cô không có mất thời gian lắm. Bị thất lạc nên em tới đây làm lại. Em thấy bên công an bố trí thêm thứ Bảy và Chủ nhật để cho người dân không bị kẹt lịch này nọ. Em thấy rất là hợp lý. Trong đợt này, thành phố đảm bảo bố trí lực lượng làm việc ít nhất 15 giờ mỗi ngày. Phấn đấu cấp đạt 250 căn cước công dân một máy một ngày. Rà soát lại các trường hợp công dân trên địa bàn chưa có căn cước gắn chip thì tổ chức mời và vận động công dân đến làm cho nó đầy đủ. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến ngày 31 tháng 8 hoàn thành tiến độ cấp căn cước công dân có gắn chip, đồng thời khắc phục các sai sót trước đây khiến nhiều người dân chưa được nhận căn cước công dân. Phương tiện công cộng như xe buýt vốn được xem là cứu cánh để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng. Những năm gần đây, hệ thống xe buýt ở Thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư nâng cấp, phương tiện hiện đại, cải thiện chất lượng phục vụ. Thế nhưng trên thực tế thì số lượng hành khách sử dụng xe buýt lại đang giảm qua các năm. Thành phố đang có tới 128 tuyến xe buýt với gần 2.100 xe hoạt động. Nhưng làm sao để ngành vận tải này phát huy hết công năng? Tiết kiệm chi phí, giảm xe cá nhân, hạn chế ùn tắc, ô nhiễm. Nhưng mặt khác, xe buýt cũng thường xuyên chạy ẩu, chạy ngược chiều, lấn làn, khiến người dân ngao ngán. Thường xe buýt muốn tấp là tấp mà quắt nó vô, tấp liền à, nó không có chở kịp, chở tay kịp. 6 tháng đầu năm 2022, chỉ khoảng 30 triệu lượt hành khách sử dụng phương tiện này. Xem xét điều chỉnh ngay các cái hợp đồng thầu cũng như là cái hợp đồng đặt hàng để doanh nghiệp nó có thể sống được. Nếu mà tiếp tục đấu thầu xe buýt thì nên đưa cái điều để kiểm sách cho nó phù hợp với tình hình thực tế. Để người dân không quay lưng với xe buýt, cần tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh xe buýt văn minh, thân thiện, an toàn. Ngành giao thông cũng sẽ tái cấu trúc mạng lưới tuyến buýt ở thành phố, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo tần suất hoạt động, chạy đúng chuyến, đúng giờ. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 7 vừa qua, có 6.053 chuyến bay bị chậm giờ, chiếm tới 18,2% tổng chuyến bay nội địa. Đáng lưu ý, hơn 77% trong số chuyến bay bị chậm là do máy bay về muộn. Cần phải nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng này. Để hạn chế tình trạng chậm hủy chuyến bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam bố trí trang thiết bị nguồn lực nhằm tăng cường năng lực khai thác tại các sân bay, đặc biệt là các sân bay quốc tế, Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục yêu cầu bố trí các chuyến bay đêm nhằm giảm áp lực đối với cảng hàng không, đồng thời đảm bảo bố trí máy bay, trang thiết bị, vật tư dự phòng để kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa máy bay, thực hiện nghiêm các chuyến bay theo đúng slot đã được cấp. Cùng đó, các hãng luôn bố trí đại diện có thẩm quyền giải quyết thắc mắc, khiếu nại của hành khách. Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là địa điểm tổ chức lễ trao giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2022. Đây là giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới nhằm ghi nhận, khen thưởng và tôn vinh những tên tuổi xuất sắc trong tất cả lĩnh vực của ngành du lịch trên toàn cầu. Sự kiện sẽ chính thức diễn ra vào ngày 7 tháng 9, trước thềm khai mạc Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10. Đây là lần thứ hai Việt Nam vinh dự được lựa chọn là nơi tổ chức lễ trao giải thưởng du lịch thế giới. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên cả nước là 98,57%. Tỷ lệ này tương đương với các năm 2020 và 2021. Nhiều tỉnh thành có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trên 99% như Sơn La, Ninh Bình, Đồng Tháp và Điện Biên. Theo báo cáo, cả nước có 5.590 điểm 10 ở 9 môn thi, giảm so với năm ngoái. Giáo dục công dân tiếp tục là môn có nhiều điểm 10 nhất. Cũng trong kỳ thi này, thì cả nước có 1.094 bài thi bị điểm liệt, giảm hơn 100 bài so với năm 2021. Kính thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng 8, một hướng dẫn viên du lịch ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ghi lại được hình ảnh đàn cá voi xanh đang bơi lượn tại vùng biển Đề Ghi, huyện Phù Cát. Đây là lần thứ ba du khách bắt gặp cá voi xanh tại vùng biển này. Đàn cá voi xanh được ghi lại vào thời điểm từ 5 đến 6 giờ sáng ngày 6 tháng 8. Lúc này có khoảng 3 đến 4 con đang bơi lượn và há miệng lớn ngoi lên khỏi mặt nước. Phía trên có rất nhiều chim hải âu cũng hùa theo để kiếm ăn. Trong đó, con nhỏ có chiều dài từ 7 đến 8 mét, con lớn có chiều dài 17 đến 18 mét. Nhiều du khách đang tham quan trải nghiệm trên vùng biển Đề Ghi cũng bắt gặp hình ảnh này và tỏ ra vô cùng thích thú. Theo người dân địa phương, cá voi xanh xuất hiện là hình ảnh hiếm gặp. Còn lãnh đạo Chi cục Thủy sản Bình Định cho biết đã ghi nhận thông tin này và đang tìm hiểu nguyên nhân. Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tuần không chỉ lung linh ánh đèn của những tòa nhà cao ốc mà còn nồng nàn sâu lắng qua chuỗi chương trình nghệ thuật công cộng kết nối thành phố tình yêu Lively Sài Gòn. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao thành phố triển khai mang đến những bản tình ca làm say đắm lòng người. Một không gian nghệ thuật kết hợp giao lưu và biểu diễn được phát trên các nền tảng số đã tạo nên nét độc đáo rất riêng cho chuỗi chương trình. Thực hiện định kỳ mỗi tháng, chương trình số thứ hai diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh mang tên Tình ca phố. Cách bố trí cũng như là cái không gian âm nhạc kiểu như thế này thì tôi nghĩ rằng mô hình này có lẽ sẽ ngày càng phát triển. Tình ca phố với rất nhiều ca khúc quen thuộc để mỗi người khi nghe đều cảm nhận có một thành phố vận thế vẫn luôn năng động, tràn đầy sức sống và hiện đại, quyến rũ lòng người với vẻ đẹp của sự giao thoa kiến trúc và văn hóa, vẫn luôn phóng khoáng và nghĩa tình. Khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân cũng ở đây. Chính vì thế, mình có quá nhiều cảm xúc và quá nhiều kỷ niệm để chia sẻ. Đây chắc chắn là món ăn tinh thần được nhiều người đón nhận và là món quà ý nghĩa dành tặng cho những người con của thành phố. Thông tin quốc tế. Huấn luyện học sinh Mỹ đối phó các vụ xả súng ở trường học. Thông điệp hòa bình trong buổi hòa nhạc tưởng niệm vụ ném bom nguyên tử tại Hiroshima. Các vụ cháy rừng đang tiếp diễn ở châu Âu với mức độ nghiêm trọng đã ở mức cao thứ hai trong lịch sử. Nhà chức trách các nước đang phải duy trì mức độ cảnh báo cao và nỗ lực dập tắt các đám cháy. Cháy rừng đã vượt ngoài tầm kiểm soát ở khu vực Tây Bắc Tây Ban Nha, tiến gần sát khu dân cư khiến ít nhất 700 người dân phải sơ tán. Đám cháy tại Boiro hiện đã thiêu rụi 800 hectare rừng, khiến nhà chức trách tỉnh Galicia phải nâng mức cảnh báo lên cấp 2. Hiện cơ quan thời tiết Tây Ban Nha đã phát cảnh báo cháy rừng trong cả nước, trong bối cảnh nền nhiệt trung bình đã ở mức cao hơn năm ngoái. Khu vực miền Nam Serbia chứng kiến tình trạng cháy rừng trong tuần thứ 3 liên tiếp trên bán đảo Balkan. Nhà chức trách đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp khi rừng bị thiêu rụi, gây khói bụi bao phủ một ngôi làng gần đó. Còn tại Cộng hòa Séc, sau nhiều ngày nỗ lực, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy tại khu vực rừng quốc gia miền Bắc nước này.
ngọn lửa đã thiêu rụi khu vực hơn 5.600 hectare kể từ hôm 24 tháng 7. Lực lượng cứu hỏa đến từ Ba Lan, Slovakia và Italia đã cùng tham gia dập tắt đám cháy này. Được ví như những thiên đường nghỉ dưỡng, các bờ biển vùng Caribe và Vịnh Mexico là đang bị bủa vây bởi tảo Sargassum, được mệnh danh là sát thủ đại dương. Tình trạng này cản trở hoạt động hàng hải trên biển, làm gián đoạn các hoạt động du lịch đúng dịp cao điểm hè. Tại các bãi biển ở thủ đô San Juan, Puerto Rico, trong biển xuất hiện quá nhiều khiến hoạt động của người dân gặp khó khăn. Lúc đầu thì đây không phải là vấn đề, nhưng giờ thì trong biển ở khắp mọi nơi. Tình hình này rất khó khăn và cần sự hỗ trợ từ các cơ quan môi trường và chính phủ. Chúng vướng vào các con thuyền, đã xảy ra vài vụ tai nạn do rong biển vướng vào cánh quạt. Chúng cũng ảnh hưởng đến ngành du lịch địa phương nữa. Sau khi trôi dạt vào bờ biển, sát thủ đại dương Sargassum phân hủy, bốc mùi kinh khủng. Theo các nhà nghiên cứu, lúc này chúng có thể thải ra khí độc, gây ra tình trạng tim đập nhanh, khó thở, chóng mặt và các triệu chứng khó chịu ở cả người lẫn động vật hoang dã. Các nhà khoa học tin rằng nhiệt độ trong nước tăng kết hợp với phân bón nhiều nitơ và nước thải đã gây ra tình trạng tảo nở hoa. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc lượng trong biển gia tăng nhanh. Đến nay, đã có khoảng 24 triệu tấn tảo Sargassum bao phủ dọc bờ biển Caribe. Tiếng súng vang lên trong lớp, học sinh bê bết máu và la hét trong khi cảnh sát cố gắng bắt giữ kẻ xả súng. Đó là cảnh tượng trong buổi huấn luyện tại một trường học ở Florida, Mỹ nhằm đối phó với tình huống có thể xảy ra trong thực tế. Khoảng 100 cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã tham gia buổi huấn luyện cuối tuần này tại một trường công ở hạt Miami-Dade. Buổi diễn tập diễn ra thật nhất có thể. Tiếng súng nổ vọng qua hành lang tầng 2, tiếng chuông báo động vang lên và rồi tiếng la hét của học sinh. Chỉ mất vài phút để các sĩ quan cảnh sát điều động cố gắng tìm ra kẻ xả súng. Sau đó họ tổ chức sơ tán và chăm sóc những người bị thương. Nhiệm vụ chủ chốt của chúng tôi là ngăn chặn giết chóc và nhanh chóng sơ tán những người bị thương. Chúng tôi được huấn luyện để ngăn chặn kẻ giết người, chứ không phải để bắt chúng. Nếu chúng đến và bắn vào trẻ em, sẽ không có thương lượng. Chúng tôi sẽ hạ chúng rất nhanh. Buổi diễn tập kéo dài khoảng 1 giờ, còn cho phép các bộ phận liên quan điều chỉnh việc giao tiếp. Mỗi người nắm bắt vai trò của mình và phản ứng ngay lập tức là điều tối quan trọng trong những tình huống như vậy. Âm thanh từ cây vĩ cầm lịch sử đã vang lên trong một buổi hòa nhạc trang trọng tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản như một thông điệp hòa bình. Đây là dấu ấn khó quên của chương trình hòa nhạc tưởng niệm 77 năm vụ ném bom nguyên tử tại thành phố này. Nghệ sĩ trẻ Yasuzuka Kanon biểu diễn cùng cây vĩ cầm của Sergei Bachikov, một người Nga di cư đến Nhật Bản vào năm 1923. Ông Panchikov đã kiếm sống bằng việc chơi đàn ở một rạp phim và sau đó trở thành giáo viên dạy nhạc tại trường đại học Hiroshima Yogakuin. Cây dĩ cầm của ông được ví như một nhân chứng lịch sử, đã cùng chủ nhân của mình trải qua vụ nổ bom nguyên tử thảm khốc tại Hiroshima vào năm 1945. Một ngày trước khi diễn ra buổi hòa nhạc, Yasuzuka đã cùng với gia đình và ban tổ chức đến trường đại học Hiroshima Yogakuin để mượn cây đàn này. Tôi tin rằng cây dĩ cầm này chứa đựng tâm tư, tình cảm của rất nhiều người, kể cả những người đã mất mạng trong vụ đánh bom nguyên tử. Được biết, cây dĩ cầm này đã được phục chế ở Italia vào năm 2012 và kể từ đó, nó đã được trao cho nhiều nghệ sĩ dĩ cầm tài năng trình diễn. Một xưởng đồ chơi ở Philippines đang cung cấp một dịch vụ đặc biệt dành cho những ai muốn lưu lại hình ảnh thú cưng của họ một cách sống động nhất. Dịch vụ này cho phép khách hàng đặt làm những con thú nhồi bông trông giống y thú cưng của họ. Đây là xưởng đồ chơi Pampanga Teddy Bear tại tỉnh Pampan, nơi các bản sao của thú cưng ra đời. Đây gọi là dịch vụ Flush Pet. Chúng tôi sẽ chụp hình thú cưng của bạn và tạo ra những phiên bản giống y như chúng, rất thật. Một sản phẩm như vậy có thể mất đến một tháng để hoàn thành. Theo đại diện công ty, đây không chỉ đơn thuần là một món đồ chơi, mà chúng còn có thể giúp nhiều người nguôi ngoài nỗi buồn sau khi thú cưng của họ qua đời hoặc mất tích. Một trong những điều khiến tôi vui nhất khi làm ở đây, đó là nghe và thấy được nhiều người hạnh phúc như thế nào khi chúng tôi mang thú cưng của họ trở lại. Dịch vụ này đã bắt đầu từ năm 2018 và hiện rất phổ biến, không chỉ ở Philippines mà trên toàn thế giới.
Giải vô địch lướt ván thế giới dành riêng cho chó vừa diễn ra ở thành phố Pacifica, bang California, Mỹ. Sức hấp dẫn từ các vận động viên bốn chân đã thu hút hàng trăm khán giả đổ về đây để theo dõi trực tiếp. Các hạng mục thi đấu bao gồm lướt sóng đơn, lướt sóng đôi và lướt sóng cùng chủ nhân. Các thí sinh được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm tổng quãng đường, kỹ thuật lướt sóng, sự tự tin và kích cỡ hoặc sức mạnh của con sóng. Trong hạng mục cho nhóm cỡ lớn đến rất lớn, một cô chó cứu hộ 10 tuổi tên Faith đã giành chiến thắng. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời của cả hai chúng tôi. Tôi đã tìm thấy Faith ở một bãi đậu xe khi nó còn nhỏ. Nó sợ nhiều thứ lắm. Rồi chúng tôi bắt đầu đi biển. Faith đã nhảy lên một chiếc giáng và kể từ đó nó đã yêu thích bộ môn này. Cuộc thi đã truyền cảm hứng cho các chú chó và chủ của mình tham gia tập luyện môn lướt sóng. Tiếp theo, bát nháo xe dù đón trả khách tại nhiều cây xăng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tìm được thi thể hai cô gái tử vong dưới hồ Ea Knop, Đắk Lắk. Kính thưa quý vị, vừa qua Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng xe khách taxi lợi dụng khuôn viên của cửa hàng xăng dầu để đón khách sai quy định. Ghi nhận thực tế trong ngày 6 tháng 8, tình trạng này vẫn diễn ra rầm rộ. Tại một cây xăng trên đường Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh, một xe khách 16 chỗ ghé vào nhưng không phải để đổ xăng mà mở cửa đón ba người khách đang chờ sẵn tại đây rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ 20 phút sau, thêm một xe khách khác xuất hiện đón gần chục hành khách. Tương tự, tại cửa hàng xăng dầu 39C quốc lộ 13, hoạt động đón trả khách còn diễn ra sôi động hơn. Các xe khách khi đến cách cây xăng khoảng 30 mét, bóp còi liên hồi hoặc nháy đèn báo hiệu cho khách đang chờ để nhanh chóng rời đi. Không chỉ đón trả khách trái phép, tại các cây xăng này còn có tình trạng giao nhận hàng hóa từ các xe tải. Theo phản ánh của người dân, việc này đã diễn ra từ lâu, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Chiều qua, một ô tô mất lái đã tông văng cột đèn rồi ủi nát nhiều xe máy khác trong khu đô thị Vạn Phúc, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều qua, nam tài xế chưa rõ danh tính lái thử ô tô chạy trên đường ven sông Sài Gòn trong khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước. Sau đó, chiếc xe bị mất lái và lao lên lề đường, tông văng cả cột đèn. Chưa dừng lại, chiếc xe còn lao tới tông ba xe máy đang dừng sát đường, lộn nhiều vòng trước khi đáp xuống một bãi đất. Người lái xe không bị thương, tuy nhiên ô tô bị móc méo, bể nát nhiều phần, hư hỏng nặng, ba chiếc xe máy cũng bể nát. Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân đã khởi tố vụ án điều tra dấu hiệu tội phạm trong vụ nữ sinh lớp 12 bị ô tô tông tử vong ở Ninh Thuận. Quyết định được đưa ra vào hôm nay 7 tháng 8. Điều tra ban đầu xác định sáng ngày 28 tháng 6, Thiếu tá Hoàng Văn Minh, trợ lý tài chính trung đoàn 937 đóng tại Phan Rang, lái ô tô trên đường 16 tháng 4. Khi chuyển hướng sang phải để vào một ngân hàng, ô tô tông vào xe máy do em Hồ Hoàng Anh, 18 tuổi, chạy cùng chiều phía trước. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tài xế Minh đã chuyển hướng không an toàn, lỗi vi phạm quy tắc an toàn giao thông đường bộ dẫn đến vụ tai nạn, phải khởi tố vụ án. Trước đó tại buổi họp báo chiều ngày 2 tháng 8, bác sĩ Thái Phương Phiên, giám đốc bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, nhận sai sót trong quy trình xét nghiệm nồng độ cồn của nạn nhân dẫn đến kết quả không đủ độ tin cậy, đồng thời xin lỗi gia đình Hoàng Anh. Sau 5 giờ gây án, đối tượng Lê Văn Ngà, trú tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, đã bị công an bắt giữ. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Lục, trú tại phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết. Theo hồ sơ điều tra, sáng ngày 5 tháng 8, Ngà đến nhà ông Lý Hoàng Long ở phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết để sử dụng ma túy. Trong lúc Ngà đang sử dụng ma túy, thì Lục cũng đến đây và chửi bới, xúc phạm Ngà. Sẵn mang theo dao trong người, Ngà rút dao đâm anh Lục 2 nhát rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh Lục được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Công an tỉnh Bình Thuận nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Lê Văn Ngà bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở thành phố Phan Thiết. Cơ quan chức năng huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ vụ hai cô gái tử vong dưới hồ Eak Nop, thị trấn Eak Nop, huyện Eak. Thi thể của cả hai nạn nhân đều đã được tìm thấy. Theo thông tin ban đầu, đêm qua ngày 6 tháng 8, Lưu Thị Bảo Yến và Lưu Thị Thương cùng 19 tuổi trú tại xã Cư Giang, huyện Eak xin gia đình đi chơi.
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, gia đình không thấy hai con về nên báo cho lực lượng chức năng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai lực lượng cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 6 giờ sáng nay, tìm thấy thi thể của Yến ở hồ Eaknop và đến 10 giờ 30 phút tìm thấy thi thể của Thương cũng tại hồ trên. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình lo mai táng và đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hôm nay, Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Quốc Thống và Nguyễn Văn cùng ngụ Vĩnh Long để điều tra về hành vi cướp tài sản. Cả hai đều đã có nhiều tiền án. Theo hồ sơ điều tra, rạng sáng 31 tháng 7, Thống chở Hổ bằng xe máy đến thị trấn Càng Long, thấy một phụ nữ chạy xe máy một mình trên đường vắng, Thống điều khiển xe áp sát để Hổ đánh vào nón bảo hiểm của chị này, khiến nạn nhân mất lái, lao xe vào lề đường. Ngay lúc này, Hổ nhảy xuống xe đe dọa và cướp xe máy của nạn nhân. Nhận tin báo, Công an huyện Càng Long tiến hành truy bắt hai tên cướp. Đến sáng qua, Công an đã phát hiện, bắt giữ Thống và Hổ khi cả hai đang ở khu vực thành phố Vĩnh Long. Tại cơ quan công an, hai đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết đã mang xe cướp được bán cho một người ở tỉnh Tiền Giang với giá 9 triệu đồng. Ngay trong đêm qua, Công an huyện Càng Long phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang thu hồi chiếc xe máy. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bến Tre hôm nay cho biết đã mời DVR sinh năm 1983 ngụ huyện Châu Thành đến làm việc về hành vi chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức. Theo hồ sơ, rạng sáng ngày 11 tháng 7, R sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng thông tin có nội dung muốn bỏ lỗi quá tải khi qua trạm cân tại cầu Rạch Miễu, tài xế phải lót tay 500.000 đồng. Qua làm việc, R thừa nhận đăng thông tin sai sự thật chỉ nhằm mục đích câu like. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử phạt đối tượng. Thể thao và cập nhật trong phần sau. Xác định hai tay vợt vào chung kết giải quần vợt Silicon Valley Classic. Ba mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà ở Đà Nẵng trưa nay. Một thông tin chúng tôi vừa nhận, trưa nay đã xảy ra cháy tại một căn nhà ở quận Hải Châu, Đà Nẵng. Vụ cháy làm ba mẹ con tử vong thương tâm. Khi đó, người dân thấy khói lửa bốc lên nghi ngút từ căn nhà nằm trên đường Trân Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, nên hô hoán tìm cách phá cửa, dập lửa. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng điều lực lượng đến hiện trường. Khi ngọn lửa được khống chế, người dân phát hiện thi thể của ba người trên tầng 2 căn nhà, trong đó có người mẹ 49 tuổi, hai bé trai 14 và 11 tuổi. Nguyên nhân cháy đang được điều tra. Đến đây, chương trình 60 giây hôm nay xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai với những thông tin luôn được cập nhật. Xin kính chào tạm biệt.